Nhung ơi, Nhung, con khóc âm sầm đấy em. Trời ơi, Nhung không được nữa. Nhung ơi, em đâu mà nhỏ khóc âm sầm vậy? Rồi, đi đâu nữa rồi? Trời ơi, thiệt là khổ. Ơi, Ninh đi con, Ninh đi con, ba đây con. Ơi, Ninh đi, ba đây nè. Trời ơi, cái giọng này chắc là bỏ đi đánh bài đánh bạc. Vợ con cái gì mà cờ bạc tối ngày? Giờ này còn đi cờ đi bạc, khổ ơi là khổ. Nên đi con, nên đi con. Ơi ba đây. Chi dầu tình bầu quá một nửa cho rồi. Trời quá trời nè. Hả, cái gì đấy? Trời ơi, hả, tờ giấy nhầm, tờ giấy nhầm còn in rành rành những dòng chữ. Kinh gợi ông bạn đánh đa đánh bạc. Trời không nể, không nể. Anh vẫn còn tha thiết yêu em. Suốt một đời không gian dối tình nghĩa vợ chồng chung chăn sẽ thank you.
con ơi, con, ba sắp vĩnh viễn xa con rồi, mà không biết bao giờ mới gặp lại con. Kìa anh Minh, anh Bằng, anh Minh, tôi rất đau lòng đến đây để bắt tôi phải không anh? Mình là bạn thân với nhau mà nói tôi lại. Không sao, anh cứ làm nhiệm vụ của anh đi. Tôi đang buồn là buồn cho con vợ của tôi thôi anh à. Con đâu con? Con ơi, con hãy nên đi để cho cha cô đầy đủ nghỉ lễ, mà còn bình tâm nhìn lại đứa con khờ. Sẽ xa cách biết đến bao giờ, trong cổ ải ngục tù, trong kiếp sống lao lùng. Xin anh ráng bình tâm trước thảm trạng xảy ra, tôi cũng xót xa lòng, tuy phải đến nơi đây. Anh đã nhận được bức thơ là anh đã hiểu rồi đâu, tôi không chua xót cho phận mình, mà chỉ thương hại con tôi phải bơ vơ. Anh Minh, còn có chúng tôi đây có thể giúp anh được nhân gì? Chúng tôi chẳng trôi từ trong nhiệm vụ thiên liêng. Anh Bằng, tôi được thơ tố cáo, tôi bàng hoàng ngơ ngẩn. Xin anh hãy thứ lỗi cho tôi, vì ngoài tình bạn tôi còn nhiệm vụ của tôi nữa. Anh Bạc, xin anh hãy cứ làm tròn nhiệm vụ của anh đi. Không có tố cáo nào chính xác cho bạn chính vợ của mình. Anh Bạc ơi, thu thật với anh, tôi chính thật là từng cướp bạch hải đường. Tôi cướp của giết người để cho vợ tôi có đủ tiền xe xuồng dụng lúa, có đủ tiền để bạc bài thâu đêm, lúc trong xa ngã có son quăng bạc tiền. Người đàn bà đã sẵn lòng bạc trách. Trời ơi, thật tôi không ngờ mà. Phải, anh chị làm sao ngờ được thằng Minh Bạc của anh chị lại là tên tương cướp sát nhân giết người đoạt của. Còn như tôi, làm sao tôi có thể ngờ được kẻ đi tố cáo tôi lại chính là vợ của tôi. Chính tôi, chính tôi chứ cùng anh không ngờ. Tôi sợ thằng tên tương cướp bạch hại được mang tâm trạng kẻ si tình rồi đi sâu vào dòng tội lỗi. Vì từ ngày tôi được phong chương ngự trị trên ngôi vàng tình ái, thì tôi là kẻ trắng tay thì làm sao giữ nổi một lâu đài. Lẽ sống của tình yêu đã đẩy đưa tôi vào nẻo tối của cuộc đời. Ngày cưới nhung về làm vợ, tôi biết chắc rằng sẽ trốn vợ một
mình. Anh chị ơi, 30 tuổi đời chưa tàn một cuộc vui, bắt nay tôi vội tìm đường vào dòng lao ly. Có thương là thương cho đứa trẻ thơ vô tội, như chim vỡ tàu bờ giờ cuối trời. Vợ chồng tôi chẳng nuôi cháu bé hai anh trong những ngày tháng năm đền tội. Anh hãy yên lòng vững tâm, tình thương của vợ chồng tôi dành cho đứa bé như là được thật. Được như vậy tôi quỳ xuống đây, tôi lại đòi ơn anh chị. Anh ơi, qua giây phút tâm tình tôi đã hiểu được lòng anh. Tôi tin rằng người đàn bà kia rồi đây sẽ có ngày ăn năn hối hận. Còn tôi với anh trước sau vẫn là đôi bạn, như thở nào hai đứa chung trần chung lớp bên nhau. Nhưng cái nghĩa cay là cuộc đời ngang trái trái chiếu, với hiện tại tôi là con cha của anh là tội phạm. Tôi xin phép anh làm một phần sau khi mình cùng nhau chúc càng tâm. Thưa dân, xin anh cứ tự nhiên, tôi là tên cứng cướp bạch hải được chính.